Phát hiện tin rất vui cho người không bao giờ ngủ trưa. Xin chúc mừng bạn nếu bạn là người không bao giờ ngủ trưa, vì bạn sẽ giảm được nguy cơ bị huyết áp cao và đột quỵ, theo nghiên cứu mới. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ đã tiết lộ người lớn không bao giờ ngủ trưa có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 24% và nguy cơ bị huyết áp cao thấp hơn từ 12 đến 20% so với người thường xuyên ngủ trưa. Hóa ra là thói quen ngủ trưa được yêu thích có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Điều nguy hiểm là cả đột quỵ và huyết áp cao thường không có dấu hiệu báo trước. Đột quỵ có thể xảy ra đột ngột bất cứ lúc nào. Trong khi đó, huyết áp cao thậm chí còn được gọi là kẻ giết người thầm lặng. Và huyết áp cực cao là nguyên nhân chính dẫn đến đột quỵ. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã xem xét hơn 358.000 người từ ngân hàng sinh học của Anh. Tất cả đều không bị huyết áp cao và đột quỵ. Các nhà nghiên cứu muốn phân tích mối liên quan giữa giấc ngủ trưa và tình trạng đột quỵ hoặc huyết áp cao. Kết quả cho thấy là người lớn không bao giờ ngủ trưa có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 24% so với người thường xuyên ngủ trưa. Về nguy cơ bị huyết áp cao, kết quả cho thấy là đối với lứa tuổi dưới 60, người không bao giờ ngủ trưa có nguy cơ bị huyết áp cao thấp hơn 20% so với người thường xuyên ngủ trưa. Và đối với người lứa tuổi ngoài 60, người không bao giờ ngủ trưa có nguy cơ bị huyết áp cao thấp hơn 12% so với người thường xuyên ngủ trưa. Mặc dù ngủ trưa có vẻ vô hại, nhưng kết quả nghiên cứu chứng minh ngủ trưa thường xuyên là một yếu tố nguy cơ gây huyết áp cao và đột quỵ, đặc biệt là đối với nam giới. Theo các nhà nghiên cứu, ngủ trưa không phải là không tốt cho sức khỏe, nhưng nó có thể là dấu chỉ cho thấy chất lượng giấc ngủ vào ban đêm kém. Phòng khám Mayo Clinic ở Mỹ cho biết, thỉnh thoảng ngủ trưa thì không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ ban đêm, nhưng thường xuyên ngủ trưa và ngủ trưa trong thời gian dài có thể làm gián đoạn giấc ngủ ban đêm và gây mất ngủ. Để giảm nguy cơ tăng huyết áp và đột quỵ, hãy đảm bảo giấc ngủ chất lượng nhất và chỉ nên ngủ trưa ở mức tối thiểu. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.